Phương thức đóng và quản lý tiền đoàn phí công đoàn được quy định tại Điều 24 Quyết định 1908 năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau. Phương thức đóng đoàn phí công đoàn. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng trực tiếp hàng tháng cho tổ công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, theo phân cấp của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn. Đoàn phí công đoàn thu qua lương hàng tháng, tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên. Trong trường hợp này, số thu đoàn phí công đoàn phải có xác nhận của phòng kế toán đơn vị và có danh sách chi tiết đoàn viên đóng đoàn phí. Khuyến khích đoàn viên công đoàn cơ sở đổi mới phương thức thu nộp đoàn phí công đoàn bằng công nghệ hiện đại, thu qua tài khoản cá nhân, qua thẻ ATM trên cơ sở thỏa thuận thống nhất giữa đoàn viên với công đoàn cơ sở và được công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý bằng văn bản. Quản lý tiền đoàn phí công đoàn. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được giao nhiệm vụ thu tiền đoàn phí do đoàn viên đóng phải mở sổ sách, ghi chép, phản ánh đầy đủ kịp thời việc nộp tiền đoàn phí hàng tháng của đoàn viên theo danh sách đoàn viên của đơn vị. Việc phân phối sử dụng, quản lý tiền đoàn phí thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.